Marvin, vợ Bruno đợt này. Đây là vợ Lucky, hiện đang ở bên ngoài. Ok, đưa dây đây. Đây. Nhóm luôn ở trong máy quay. Thêm tí nữa thì được hết cả chân này nhé. Anh đứng ra sau đó xích ra đây. Phối được, coi như là phối được một nước rồi. Hay là thôi thả Loki ra. Loki ơi, ốp xong qua em hứng em lại bơm tiếp. Chờ cần. Thở như con trâu, Loki. Kỳ thở như một con trâu vậy. Có xoay được hết hàng của Kỳ không? Hơi nhích xuống. Kỳ sâu hàng cho ai xem? Hả? À. Đi sâu hàng cho ai xem bây giờ? Mấy đứa nó đang chờ lượt ra kìa. À. Trời. Quay cái mông ở đây sao nào? Đang nổi lông. Con nào đổi mạnh luôn này. Thank you.
công để cho nó đỡ nóng. Nhiều lắm anh ạ. Tắt công. Cho cái cả già luôn anh ạ. Không có. Cả già luôn chính xác. Bảo cho khi về bơi mà phải chờ bọn chó con kia nó nhớ nhỡ nên giờ mới cho khi về được. Cho khi về đi bơi giả khi xuống cái hồ cho khi bơi luôn, khi xuống luôn. Trước con Mousy nó phải gà mãi. Mình phải nhảy xuống này cho nó nhảy. Nóng nhỉ. Nóng quá. Quá nóng so với tuổi chuẩn. Rồi thế chơi chơi cho Phi vào đi.